5 người trên tàu lặn Titan được xác nhận thiệt mạng trong một vụ nổ thảm khốc. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã tìm thấy một mảnh vỡ của chiếc tàu lặn Ocean Gate Titan trong khu vực có nhiều mảnh vỡ gần xác tàu Titanic bị chìm. Lực lượng này xác nhận 5 hành khách trên tàu đều thiệt mạng trong một vụ nổ thảm khốc. Một khu vực gồm nhiều mảnh vỡ đã được phát hiện bởi một phương tiện được điều khiển từ xa gần xác tàu Titanic. Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngày 22 tháng 6 trong một cuộc họp báo vào chiều cùng ngày. Chuẩn đô đốc John Mauger nói với các phóng viên rằng đuôi của chiếc tàu lặn đã được tìm thấy giữa các mảnh vỡ. Mauger giải thích rằng phần còn lại của chiếc tàu lặn phù hợp với sự cố mất áp suất nghiêm trọng. 5 hành khách của con tàu đã thiệt mạng ngay lập tức trong một tình huống như vậy. Ocean Gate Titan đã mất liên lạc với tàu nổi của nó, Paula Prince, khoảng 1 giờ 45 phút sau khi lặn vào sáng Chủ nhật, ngày 18 tháng 6. Giám đốc điều hành Ocean Gate Stockton Hoods, thủy thủ người Pháp Paul Henry Nagellet, nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, doanh nhân người Pakistan Sajada Dawood và con trai ông Suleiman Dawood đều có mặt trên tàu vào thời điểm mất tích. Cảnh sát biển ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm trên một khu vực rộng khoảng 20.000 km2 với sự hỗ trợ của quân đội Canada. Vài ngày sau đó, một máy bay giám sát P3 của Canada báo cáo đã nghe thấy tiếng va đập từ một khu vực gần nơi chiếc tàu lặn mất tích. Mauger nói với các phóng viên rằng dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa tiếng ồn này và vị trí của mảnh vỡ, sự tương đồng giữa thảm kịch Titanic với vụ nổ tàu Titan. James Cameron, đạo diễn phim Titanic nổi tiếng, từ năm 1997 đã 33 lần lặn xuống nơi con tàu này nằm lại. Ông cho biết, ông nhìn thấy một số điểm tương đồng giữa vụ nổ tàu Titan với thảm kịch của con tàu nổi tiếng trước đây. Tôi thấy những điểm giống với thảm kịch Titanic khi thuyền trưởng liên tục được cảnh báo về băng phía trước con tàu, nhưng lại lao hết tốc lực vào một cánh đồng băng trong một đêm không trăng và hậu quả là nhiều người thiệt mạng, ông Cameron nói với ABC News ngày 22 tháng 6. Thảm kịch tương tự lại xảy ra vì không chú ý đến cảnh báo tại cùng một địa điểm khi các chuyến lặn vẫn diễn ra trên khắp thế giới. Tôi nghĩ điều đó thật đáng kinh ngạc, thực sự khá kỳ quái, ông nói thêm. Vị đạo diễn nổi tiếng nói rằng thông tin tàu lặn Titan bị nổ chắc chắn không phải điều ngạc nhiên. Ông cho biết, khi mới nghe tin tàu Titan mất tích, ông đã liên lạc với nhóm lặn của mình và biết rằng con tàu này mất liên lạc và mất dấu vết gần như ngay lập tức, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ sau khi mất tích. Kịch bản duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là một vụ nổ. Sóng xung kích mạnh đến mức đã thực sự phá hủy hệ thống giảm áp lực của con tàu và nguồn cung cấp điện riêng để duy trì thiết bị phát đáp giúp theo dõi vị trí của tàu, ông nói. Vị đạo diễn cho biết ông tiếp tục tìm kiếm kỹ hơn và nhận được một số thông tin dường như cho thấy con tàu chắc chắn đã nổ trước khi lực lượng tìm kiếm xác nhận. Ông cho rằng chiến dịch tìm kiếm suốt mấy ngày qua chỉ dựa vào hy vọng hão huyền. Tôi theo dõi những ngày tiếp theo khi lực lượng tìm kiếm chạy đôn chạy đáo. Biết rõ rằng điều đó là vô ích, nhưng tôi vẫn hy vọng mình sai, Cameron nói. Ông cũng gửi lời chia buồn đến gia đình những người thiệt mạng. Các thiết bị giám sát dưới biển của Hải quân Mỹ phát hiện âm thanh có thể là tiếng nổ của tàu ngầm Titan không lâu sau khi con tàu du lịch mất tích trên Đại Tây Dương. Wall Street Journal đưa tin, vụ nổ được ghi nhận không lâu sau khi tàu Titan mất tích ngày 18 tháng 6 nhờ hệ thống giám sát âm thanh bí mật chuyên để phát hiện tàu ngầm quân sự. Ngày 22 tháng 6, tuần duyên Mỹ cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của tàu lặn gần khu vực của tàu Titanic ở độ sâu 3.800 mét dưới đáy biển. Thông báo này khép lại chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quốc tế trong 4 ngày. Các quan chức cho biết, phân tích cho thấy mảnh vỡ tìm thấy dưới đáy biển phù hợp với kịch bản nổ buồng áp suất của tàu ngầm. Cả 5 người trong tàu được cho là đã thiệt mạng. Tìm kiếm tàu ngầm mất tích giống như vào vũ trụ. Nhiều đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm một tàu ngầm kích thước tương đương cả voi sát thủ mất tích khi lặn xuống khu vực đắm tàu Titanic sáng ngày 18 tháng 6. Theo các chuyên gia, đội cứu hộ phải gánh vác nhiệm vụ vô cùng khó, thách thức những giới hạn về công nghệ. Các nhóm cứu hộ của nhiều quốc gia đang chạy đua với thời gian để xác định vị trí con tàu cùng 5 người bên trong trước khi lượng oxy trong tàu cạn kiệt. Tuy nhiên, việc dò tìm trên vùng biển rộng 20.000 km vùng thuộc Bắc Đại Tây Dương với độ sâu hơn 3 km là chuyện không hề dễ dàng. Ở dưới đó rất tối, rất lạnh, đáy biển mù mịt và mấp mô. Bạn thậm chí còn không nhìn rõ tay mình ngay trước mặt. Nó giống như một phi hành gia vào vũ trụ, Tim Martin, một chuyên gia về tàu Titanic, nói với NBC News. Những người trong tàu không thể tự thoát ra ngoài vì con tàu chỉ có thể mở từ bên ngoài. Con tàu Titan dài 6,5 mét biến mất hôm ngày 18 tháng 6 chở theo 3 du khách, tỷ phú Anh Hamish Harding, tài phiệt Pakistan Sajada Dawood và con trai Suman, Stockton Hoods, CEO của Ocean Gate Expeditions và thợ lặn người Pháp Paul Henry Nagellet cũng có mặt trong tàu. Nagellet có biệt danh là Mr. Titanic vì thường xuyên lặn xuống khu vực này. Ocean Gate Expeditions, hãng triển khai các chuyến du hành đáy biển bằng tàu Titan, thu 250.000 USD cho mỗi suất đi, không đủ chuyên môn và thiết bị. Ngày 20 tháng 6, Đô đốc Jamie Frederick, chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ, nói với báo chí rằng lực lượng này đang phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, ông thừa nhận đây là nhiệm vụ khó khăn phi thường, vượt xa những nhiệm vụ mà lực lượng này thường xử lý. Khi tuần duyên Mỹ đảm nhận vai trò điều phối nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, chúng tôi không có đủ chuyên môn và trang thiết bị cần thiết cho một nhiệm vụ như thế này, Đô đốc Jamie Frederick nói.
Đây là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi nhiều lực lượng với chuyên môn và trang thiết bị chuyên biệt phối hợp với nhau, chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ thừa nhận. Frederick cũng cho biết, lực lượng cứu hộ đang dùng nhiều phương pháp khác nhau để tìm kiếm một khu vực rộng lớn dưới đáy biển để xác định vị trí tàu Titan. Con tàu này mất liên lạc với tàu mẹ chỉ 2 giờ sau khi bắt đầu hành trình xuống đáy biển. Nỗ lực cứu hộ đang tập trung cả trên mặt nước và dưới biển với C-130 tìm kiếm bằng mắt thường và radar, còn P-3 tìm dưới nước. Chúng tôi cũng thả và giám sát bằng phao âm, Frederick cho biết. Đến nay, nỗ lực cứu hộ chưa mang lại kết quả nào. Juliet Jaffe, người tham gia nhóm phát triển hình ảnh quang học để tìm tàu Titanic năm 1985, nói rằng đội cứu hộ sẽ phải tìm ở ba vùng. Nó có thể nằm dưới đáy biển, đâu đó trong dòng hải lưu hoặc trên mặt biển, Jaffe nói với ABC10. Theo ông Jamie Pringle, một giáo sư về khoa học địa chất tại Đại học Killie ở Anh, sẽ rất khó tìm thấy nếu con tàu nằm dưới đáy biển. Đáy đại dương không bằng phẳng, có rất nhiều đồi và hẻm, Pringle nói với NBC. Một thách thức lớn là áp lực ở độ sâu gần 4 km lớn gấp khoảng 400 lần so với bề mặt. Các tàu ngầm hạt nhân thường chỉ hoạt động ở độ sâu 300 mét. Ngày 20 tháng 6, các đội tìm kiếm nghe thấy tiếng và đập cách nhau 30 phút. CNN dẫn nội dung bản ghi nhớ nội bộ của chính phủ Mỹ cập nhật về cuộc tìm kiếm cho biết, đội cứu hộ vẫn nghe thấy tiếng đập 4 giờ sau khi các thiết bị sonar được thả xuống. Một bản cập nhật tiếp theo được gửi vào tối ngày 20 tháng 6 cho biết, đội cứu hộ nghe thấy nhiều âm thanh hơn nhưng không được mô tả là tiếng đập. Tuy nhiên, tín hiệu này cho thấy vẫn còn hy vọng về khả năng sống sót. Cứu nạn tàu lặn Titan ngắm xác Titanic, 4 thách thức chính. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết mọi nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn khổng lồ trên diện tích 26.000 km2 vẫn chưa thấy dấu hiệu của chiếc tàu lặn Titan bị mất tích. Khi chạy đua với thời gian để tìm kiếm chiếc tàu lặn Titan trên diện tích khoảng 26.000 km2, các đội cứu hộ đối diện với quá nhiều thách thức. Thời gian là mối quan tâm chính khi cứu nạn tàu lặn Titan. Các chuyên gia ước tính lực lượng cứu hộ chỉ còn chưa đến 20 giờ để tìm ra con tàu lặn Titan mất tích. Vấn đề lớn bây giờ là thời gian. Ông Jonathan Holloway, thuyền trưởng Hải quân Hoàng gia Anh đã nghỉ hưu và từng phục vụ trên tàu ngầm. Nói với đài Al Jazeera, chúng tôi biết rằng đến một lúc nào đó, con tàu lặn Titan sẽ cạn kiệt oxy. Chỉ cần nồng độ oxy giảm xuống, họ trở nên kém tập trung hơn, ít khả năng làm việc hơn. Do đó, họ sẽ ít có khả năng đáp ứng tín hiệu lại với những người bên ngoài tàu lặn đang cố gắng giúp đỡ họ. Địa hình khắc nghiệt. Các chuyên gia cho biết nếu tàu lặn Titan ở dưới đáy đại dương, việc giải cứu gần như là không thể. Xác tàu Titanic nằm ở độ sâu khoảng 4 km dưới mặt nước. Chiếc tàu lặn mất liên lạc hơn nửa đường khi lặn. Dưới đó tối đen như mực. Trời lạnh cóng. Đáy biển là bùn và nó nhấp nhô. Bạn không thể nhìn thấy bàn tay của mình trước mặt. Ông Tim Mantin, một chuyên gia về vụ đắm tàu Titanic, cho biết. Mai Dai, một hành khách trước đây của Titan, chia sẻ họ có thể bị mắc kẹt dưới đáy đại dương. Có lẽ đã có một lỗ thủng và nước tràn vào. Tôi không lạc quan lắm về sự trở lại của họ. Kéo tàu lên. Các chuyên gia cũng cho rằng một cuộc giải cứu từ dưới đáy biển khó có thể xảy ra. Chỉ có một số ít tàu lặn hiện nay có thể chạm tới độ sâu của xác tàu Titanic. Ngay cả khi họ có thể tiếp cận nó, các tàu lặn khác cũng không có khả năng kéo con tàu lặn Titan mất tích lên mặt nước. Jamie Pringle, nhà địa chất học Pháp Y tại Đại học Kiều ở Anh, cho biết chúng ta biết nhiều về bề mặt mặt trăng hơn là đáy đại dương vì chúng ta chưa khảo sát nó. Tìm tàu trên bề mặt đại dương. Các chuyên gia cho biết nếu con tàu đang nhấp nhô trên bề mặt đại dương, việc tìm thấy nó sẽ là một tình huống mò kim đáy bể. Con tàu lặn Titan có kích thước bằng một chiếc xe tải, dài 6,7 mét và rộng 2,8 mét. Thậm chí còn khó bị phát hiện hơn nếu nó bị ngập một phần. Nó ở xa ngoài đại dương nên việc di chuyển tàu và thiết bị đến khu vực rộng lớn đang được tìm kiếm cần có thời gian. Những gì đã được thực hiện cho đến nay, khoảng 26.000 km2 đã được đội cứu hộ tìm kiếm, theo lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Tàu phá băng tàu Lurline của Canada đang hỗ trợ tìm kiếm tàu lặn Titan. Họ đang tiến hành tìm kiếm trên bề mặt đại dương với sự trợ giúp của máy bay trinh sát Boeing P-8 Poseidon của Canada. Quân đội Canada cũng đã thả phao sonar để lắng nghe bất kỳ âm thanh nào có thể từ Titan. Ông Jamie Frederick, thuộc đồn cảnh sát biển số 1 ở Boston, cho biết một robot dưới nước cũng đã bắt đầu tìm kiếm ở khu vực lân cận tàu Titanic và đã có một nỗ lực để đưa thiết bị trục vớt đến hiện trường trong trường hợp tìm thấy chiếc tàu lặn. Hai máy bay Lockheed C-130 Hawkwind của Mỹ đang thực hiện các chuyến bay trên không và ba chiếc C-17 của Bộ Tư lệnh Cơ động Hàng không Mỹ cũng đã được sử dụng để di chuyển thiết bị hỗ trợ và tàu lặn của một công ty thương mại khác từ Buffalo, New York đến Ship, John F. để hỗ trợ tìm kiếm. Theo quân đội Canada, một tàu hải quân Hoàng gia Canada cung cấp một đội y tế chuyên về y học lặn và một buồng giảm siêu áp di động cho 6 người cũng đang trên đường đến vào ngày 21 tháng 6. Vấn đề cực kỳ quan trọng là tìm ra chiếc tàu lặn.
Nếu nó ở trên bề mặt, họ có cơ hội chiến đấu. Nếu nó nằm ở độ sâu của xác tàu đắm, thì tôi nghĩ thời gian không còn nhiều nữa, ông Holloway nói. Kính thưa quý vị, châu Âu nên chuẩn bị tinh thần để đối phó với những đợt nắng nóng chết người bởi biến đổi khí hậu gây ra. Đây là cảnh báo từ báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới. Một báo cáo mới của Tổ chức Khí tượng Thế giới đã xác nhận rằng châu Âu đang nóng lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu kể từ năm 1980 với những tác động lớn về kinh tế và môi trường của con người. Theo báo cáo tình trạng khí hậu ở châu Âu, nhiệt độ trung bình ở châu Âu vào năm 2022 cao hơn 2,3 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiều nước như Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha đã trải qua mùa hè nắng nóng chưa từng thấy. Mực nước trên các con sông thấp kỷ lục, hạn hán làm cây trồng khô héo, trong khi các đám cháy rừng bùng phát dữ dội. Nhiệt độ bề mặt nước biển trên khắp châu Âu cũng đạt mức cao mới, kèm theo các đợt nắng nóng trên biển. Sông băng tan chảy là chưa từng có. Nhiệt độ trung bình hàng năm trong năm 2022 của châu Âu nằm trong khoảng từ mức cao thứ 2 đến mức cao thứ 4 được ghi nhận, với mức chênh lệch khoảng 0,79 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1991-2020. Cơ quan khí tượng quốc gia Ấn Độ sẽ đầu tư vào các siêu máy tính, dữ liệu radar có độ phân giải cao và các đài quan sát khí tượng tự động trong vòng 5 năm tới. Đây là các biện pháp nhằm dự báo sớm các cơn bão, giảm thiểu tối đa về thiệt hại. Việc đầu tư vào các siêu máy tính dữ liệu radar có độ phân giải cao và các đài quan sát khí tượng tự động là nâng cấp lớn nhất trong 25 năm qua đối với ngành khí tượng Ấn Độ. Hệ thống này có thể xác định khu vực bị ngập lụt với khả năng dự báo sức gió lên tới 100 đến 150 km trên một giây. Bên cạnh đó, nhờ vào những mô phỏng, chúng tôi có thể giảm thiểu ít nhất 20% thiệt hại mà cơn bão gây ra. Từ nay tới năm 2025, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Ấn Độ đặt mục tiêu triển khai 62 radar có khả năng tính toán chính xác, đồng thời lắp đặt 1.000 đài quan sát khí tượng mới với hy vọng các hệ thống cảnh báo sớm sẽ giúp nước này giảm thiểu tối đa thương vong thay vì hàng nghìn người thiệt mạng do bão trong những năm 1990. Một nhà khoa học biển Indonesia đã cùng với những ngư dân đánh cá bằng thuốc nổ trước đây đang tìm cách phục hồi các dạng san hô đã từng bị chính họ phá hủy. Các dạng san hô đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ sinh thái biển của Indonesia, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ chết dần do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tình trạng săn bắt thủy sản bằng thuốc nổ. Quần đảo Spermonde gồm 120 hòn đảo nhỏ với nhiều dạng san hô. 15 năm trước, chỉ có 2% diện tích dạng san hô ban đầu của khu vực không bị hư hại. Nguyên nhân là do trong một thời gian dài, ngư dân đã sử dụng chất nổ và hóa chất để gây mê hoặc giết cá nhằm dễ dàng thu gom. Phương pháp này bị coi là bất hợp pháp tại Indonesia và có thể bị phạt tù lên tới 6 năm, nhưng lại là kế sinh nhai của nhiều ngư dân. Giờ đây, chính những ngư dân này lại trở thành những nhà bảo tồn san hô. Họ cùng nhau hợp tác để phục hồi những dạng san hô mà họ đã phá hủy dưới sự hướng dẫn của nhà khoa học và giáo sư Đại học Yusuf. Ông là người đã có 2 thập kỷ cống hiến cho công tác bảo tồn các dạng san hô. Chúng tôi cố gắng tác động lên suy nghĩ, nhận thức của ngư dân để giúp họ chuyển đổi từ việc đánh bắt, phá hủy sang trở thành những nhà bảo tồn san hô. Chúng tôi cố gắng lôi kéo họ vào quy trình bảo tồn san hô và truyền cho họ những kiến thức cũng như sự hiểu biết về công tác bảo tồn. Từ đó họ có thể truyền đạt những kiến thức đó đến các thành viên khác trong cộng đồng. Giáo sư Yusuf và nhóm của mình đã tìm cách khôi phục 2 hecta dạng san hô bị phá hủy quanh đảo Badi bằng cách lắp đặt các cấu trúc được gọi là khung mô đun nhện hỗ trợ quá trình tái tạo san hô. Tam giác san hô của Indonesia, Philippines và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cần phải được bảo tồn. Chúng ta cần phải bảo tồn di sản thế giới trong đại dương cho các thế hệ tương lai của chúng ta. Hiện giáo sư Yusuf và nhóm của mình đang nhân rộng phương pháp bảo tồn này sang 2 hòn đảo lân cận là Parang Lompo và Salamona, nơi có diện tích san hô bị thiệt hại lần lượt là 2 và 2,5 hecta. Ở Trung Quốc, ngày 5 tháng 5 âm lịch được biết đến là ngày Tết Đoan Ngọ. Đây cũng là dịp để Trung Quốc kích cầu du lịch thông qua các hoạt động vui chơi lễ hội. Chẳng hạn như lễ hội đua thuyền rồng được nhiều địa phương ở Trung Quốc khai thác mạnh để kích cầu du lịch.
Dự báo năm nay lễ hội được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể này sẽ chứng kiến lượng khách du lịch vượt qua năm trước khi xảy ra đại dịch. Tại lễ hội đua thuyền rồng năm nay, người dân Trung Quốc được nghỉ 3 ngày từ ngày 22 đến 24 tháng 6, thời gian đủ để nhiều người thực hiện các chuyến du lịch ngắn. Học viện Du lịch Quốc gia Trung Quốc ước tính lễ hội năm nay có 100 triệu du khách, vượt qua lượng khách cùng kỳ năm 2019, năm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Doanh số ước đạt 37 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5 tỷ 150 triệu đô la Mỹ. Theo tính toán của học viện này, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách sẽ tăng 30%, chi tiêu tăng 43%. Các chùm tour có tính kết nối sẽ cháy tour như khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông, Hồng Kông, Macau Trung Quốc, đồng bằng sông Trường Giang, khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, khu vực Thành Đô, Trùng Khánh. Hầu hết các địa phương đã đầu tư mạnh để thu hút du khách đến với các danh lam thắng cảnh ở địa phương. Những chiếc thuyền buồm lớn và đẹp nhất trên thế giới đã qua và vừa qua đã quy tụ tại lễ hội Armada lần thứ 8 và rời UN để xuôi dòng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin Thế giới nghiêng của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.